Phú Túc, con hãy suy nghĩ cho thiệt kỹ rồi trả lời cho má biết. Chuyện này không hề đơn giản đâu. Nếu như con cho con dậu thì lý do là gì? Má không tin. Đây là thưởng công cho người làm. Còn nếu như con không cho nó thì con dậu đương nhiên mang tội trộm cắp. Má sẽ theo gia pháp ở đây mà xử tội nó. Thằng hai, sao con không trả lời đi mà đứng đó im lặng vậy? Nếu như con thật sự lấy của vợ con mà đem cho con ở thì nhục nhã tông môn dòng họ này quá. Rồi con ăn nói làm sao với cha con đi? Rồi liệu sau này ông có tin tưởng rồi giao toàn bộ cơ ngơi này cho con nữa hay không? Em hai, em hai à, sao em không để cho Phú Túc nó trả lời mà em cứ dành nói như vậy thì sao nó trả lời được? Em sợ nó đang ngậm hột thị ở trong miệng cho nên không dám nói đó chị. Phú Túc à, con nói đi, con có cho con dậu đôi bông tai này không? Vợ, chuyện này thiệt là quan cho con quá má. Con đâu có điên khùng đâu mà lấy đôi bông tai của vợ con tặng cho nó chứ. Má, má phải nghiêm khắc trừng trị nó đi, để răn đe mấy đứa ở khác luôn. Đã ăn cắp mà còn dám hại con hả? Dám hạ nhục cậu hai nhà họ Trịnh, đúng là thứ mặt dày mà. À, tao biết ngay mà. Cái con dậu này thiệt là ghê gớm. Đã ăn cắp mà còn đổ quấy cho cậu hai nữa. Mày đúng là ăn gan trời mà dậu. Quá trời quá đất rồi nha cái con kia. Dậu, cậu hai nói không có cho con, sao con lại đổ cho cậu hai như vậy? Con có gì oan ức nữa hay không? Thôi chị ơi, chị hỏi nó làm chi nữa? Chị cứ lôi nó lên quan huyện tra khảo là xong. Chứ cái hạng ăn cắp như vậy, mắc mớ gì đâu mà nói chuyện nhỏ nhẹ. Dạ, dạ xin đừng. Con xin hai bà làm ơn tha cho dậu. Đừng có bắt dậu lên quan. Có bắt thì bắt con nè. Thế sao lại bắt con? Có chuyện gì sao? Dạ, chính con là người đang cắp cái đôi bông tai của mợ hai rồi đem tặng cho dậu. Thiệt tình là dậu không có làm gì hết. Hai bà tha cho dậu nha, dậu không có lỗi gì hết. Là mày hả Thế? Mày đừng có xạo. Sao mày héo lánh lên được phòng của mợ hai? Rồi sao mày lấy được đồ của mợ hai? Mắc cái giống gì mày phải đem cho con dậu? Dạ, hôm bữa mợ hai về quê nuôi bệnh em, rồi con vô phòng cậu mợ để đóng lại cửa tủ. Con vô tình Con thấy đôi bông tai đẹp quá nên con nổi lòng tham, con lấy về. Con muốn lấy lòng của dậu. Được, vậy thì bắt hết cả hai lên gia môn đi, để cho quan quân làm nhục hình tra khảo. Lòi ra đứa nào nói láo thôi mà. Khoan đã, chuyện này cũng chưa ngã ngũ. Đưa lên nha môn chỉ khiến cho mọi chuyện sùm rồi mất mặt nhà mình thêm thôi, chứ có tốt lành gì đâu. Tạm thời cứ bắt hai đứa nhốt ở chòi sao, để chị tra xét thêm. Mình mà hồ đồ đưa lên quan rồi xảy ra điều tiếng không hay cho Trịnh gia thì sau này khó ăn nói với ông lắm. Với cái tội trộm cắp thì làm sao mà bỏ qua được hả chị? Làm như vậy nó lờn mặt, rồi sẽ có lần khác. Phải nhờ nha môn tra khảo, đóng gông, trừng phạt nó thì mới thích đáng được. Em cứ khăng khăng như vậy là muốn lôi thằng hai lên nha môn để đối chất hay sao? Rồi lôi cả gia đình ra công đường,
để làm nhân chứng luôn đúng không? Em muốn làm sùm chuyện này để làm gì hả em? Chẳng lẽ em muốn cho Trịnh gia mình bị thiên hạ thị phi đàm tiếu thì lúc đó em mới chịu hả? Rồi ông về, ông hỏi tội hết cả nhà, cả chị, cả em luôn đó. Em ưng như vậy không? Em... Thôi, chuyện này cứ để chị xử lý. Nếu như thật sự con dậu hay thằng Thế dám trộm cắp thì chị sẽ không tha đâu. Ông Xỉu, Út, mau đưa hai đứa nó xuống chòi sau giam lại. Dạ. Bộ phim truyện Việt Nam Nguyệt Sinh Tử phần 4, 20 giờ từ thứ hai đến thứ bảy trên truyền hình 901 và xem lại độc quyền trên THVLI tại app ngay trên Google Play và App Store.